Chào cô và các chị, chắc ở trong lớp mà này thì chắc là em là nhỏ tuổi nhất, chắc có những chị chắc em phải gọi bằng cô luôn á. Thì hôm nay là buổi cuối, thì đúng là cái gì nó cũng cần có quá trình ạ. Thì đến ngày buổi hôm nay thì em thấy có cái sự gắn kết với các thành viên, với các chị trong lớp hơn. Và cũng thấy rất là vui vì em thấy được sự tiến bộ của mấy chị á. Như chị Thúy Phương này, em rất là nể cái sự chị tiến bộ á. Đến ngày hôm nay thấy được cả ngữ điệu rồi những cái phát âm nó tiến bộ hơn nhiều so với rất buổi đầu. Chị Nga thì quá chuyên nghiệp rồi. Chị Nga thì đã từng dẫn chương trình và cũng làm bên giọng nói khá là nhiều. Cô Ngọc Bích, cái giọng của cô Ngọc Bích làm con liên tưởng đến mấy giọng của những người mà phát thanh viên hồi thời thời trước ấy ạ. Không biết mọi người thấy sao nhưng mà nghe rất là hoài niệm về cái thời kỳ cũ. Chị Lucy Ngô thì trông rất là fancy ấy, kiểu sang chảnh á. Rất là thần thái. Còn chị Mỹ Dung thì kiểu phong thái của một nhà lãnh đạo. Đúng như cô Sala nói đó, thì chị Mỹ Dung chỉ cần rèn luyện được cái giọng nữa thôi thì chắc là nó rất là power, rất là quyền lực á. Vì nhìn chị đã toát lên được cái sự gọi là nghiêm khắc của một lãnh đạo rồi. Giờ chỉ cần cải thiện cái giọng nữa thôi thì em nghĩ nó sẽ rất là hỗ trợ cho cô mình chị rất là nhiều. Cô Nguyệt Ánh thì đúng là mang phong thái của một giáo viên, một sư phạm luôn. Em thấy được sự tiến bộ của mọi người đến ngày hôm nay, em cũng mừng mừng lây. Còn em thì thực ra là vì em không có luyện tập ấy, nên là lúc mà cô bảo là lỗi phát âm của em như vậy ấy, thì em hiểu tại sao em bị vậy, nên là em thấy rất thì mình chấp nhận thôi, mình biết lỗi, mình biết tại sao mình bị vậy thì mình cải thiện. Thì sau hôm nay em sẽ có một chút động lực. Không phải một chút đâu, chắc nhiều đó. Nhiều động lực để mở một cái kênh giọng nói cho riêng mình. Tại vì trước đó cũng có khá là nhiều người gợi ý cho em, nhưng mà em chưa có dám làm. Thì nghe cô chia sẻ là thi thoảng có một số độc giả nhắn tin gửi cho cô thì cũng nói được những cái lợi ích mà sau khi các bạn nghe cái kênh của cô thì mình cũng có một chút động lực. Trước mắt mình cứ làm cho vui đã, thì biết đâu mình giúp được một người trong 100 người cũng là tốt lắm rồi. Dễ thương mà. Cảm ơn cô và các chị. Cảm ơn Bích Châu. Em biết là em đang chọn style nào không? Em biết là em đang chọn phong cách nào không? Em nghĩ là theo cái style là kiểu kiểu MC dẫn chương trình giống như thay lời muốn nói cô. Nó gọi là cái style gì cô nhỉ? Nó từ từ như vậy đó, có nghĩa là thay lời muốn nói liên quan tới sự hoài niệm, sự lặng trầm lắng, sự trầm lắng làm rất là tốt ha, có sự ngập ngừng, có sự băn khoăn, chỉ có điều là ở một vài đoạn nó hơi nhựa, ở một vài đoạn nó hơi nhựa ha, mà nó nhựa thì nó sẽ làm cho mất đi cái sự cuốn hút. Mình chậm nhưng mà mình không nên nhựa, hình như không? Mình chậm có nghĩa là cái nhịp nghỉ của mình nó lâu một chút, nhưng mà mình không có nhựa theo kiểu nhựa Nó lâu bị một chút, xình xính không? Nó bị đúng xình xính. rồi. Và đúng cô nhận xét thì em mới thấy là em đúng là chưa có thực sự chánh niệm vào trong cái quá trình nói á. Thành ra là ôi mà cái đấy khó thật đấy ạ. Tức là mình nói một hồi xong rồi mình nói đang rất là chánh niệm, kiểu tức là cũng chú tâm lắm, nhưng mà lúc sau mình rời đi lúc nào mình không hay á, nó rất là dễ bị lạc. Cho nên là mình chỉ làm được như vậy khi mà mình biết là mình đang quay video thôi.
À, có nghĩa là mình biết là camera và ống kính nó đang ở trong trước mặt mình thôi, mình chỉ làm được vậy thôi, và chứ còn ngoài ra trong cuộc sống mình làm không được đâu, bản thân chị cũng vậy, trong cuộc sống chị làm không được đâu, chỉ khi nào mà đưa vô trước ống kính thì mới làm được. À, trước ống kính hoặc là trước buổi phỏng vấn thì mới làm được thôi. Rồi, chúc mừng em, hy vọng là em sẽ phải tập thêm nha, em phải tập thêm, giọng đẹp sẵn nhưng mà nó không có sự điều hòa trong toàn nội dung, nó không có sự điều hòa, hình dung không? Mặc dù nó rất là đẹp nhưng mà trong toàn bài nó không có sự điều hòa, thì không khéo nó sẽ dẫn em đi vào sự lê thê nha. Nỗi buồn không có lê thê nha, nỗi buồn là phải trác tuyệt, phải long lanh lấp lánh, phải đẹp chứ không có lê thê nha. À, những giọng nói chữa lành là những giọng nói có khả năng bị lê thê nhất đó. Đến cả chị vẫn bị nha, những cái video trước đây của chị cách đây 5 6 năm là vẫn bị, sau này chị nghe lại chị mới nhận ra. Dạ rồi, mời bạn khác. Lớp mình cố gắng nói về bản thân nhiều một chút ha, đừng có đưa ra lời nhận xét với những thành viên khác. Còn nếu mà mình muốn khen, mình muốn để lại dấu ấn thì cũng được, tùy mình lựa chọn, nhưng cố gắng tập trung vào chính mình. Trong 9 ngày qua mình học từng buổi mình cảm thấy thế nào, ngày hôm nay mình cảm thấy thế nào.